Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với bài giảng tiếp theo trong khóa học Deep Learning for Computer Vision của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ nói về các thư viện, các công cụ để mình sử dụng trong suốt khóa học này. Đầu tiên là về ngôn ngữ lập trình thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là ngôn ngữ Python cho tất cả các ví dụ trong khóa học này. Vì như chúng ta đều đã biết, Python là một ngôn ngữ rất là dễ để học. Nó có cấu trúc rất trực quan và nó thực sự là rất là mạnh mẽ, hỗ trợ rất nhiều cho việc training các model deep learning cũng như là machine learning. Hơn nữa, nó cũng tích hợp rất nhiều thư viện, mà các thư viện này mặc dù bản thân thằng Python thì chạy khá là chậm so với các ngôn ngữ khác giống như là C, C cộng, nhưng mà rất may là nó đã được tích hợp rất nhiều thư viện, mà các thư viện này thì phần tính toán ấy, là viết được bằng viết từ C và C cộng nên là nó khá là nhanh, khá dễ. Như vậy là chúng ta sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với các thư viện tính toán mà viết bằng C, C cộng thì chúng ta sẽ có hai điểm lợi: một là dễ viết, dễ dàng học, và thứ hai là tốc độ tính toán nhanh. Tiếp theo là về các thư viện Deep Learning thì chúng ta sử dụng chủ yếu là thư viện Keras. Đấy. Thì thằng Keras này nó được phát triển bởi một nhà nghiên cứu về Deep Learning tại Google tên là Francois Chones. Bản thân mình cũng đã sử dụng thư viện Keras từ những ngày đầu. Đầu đầu mình có học qua về TensorFlow, về học về PyTorch và cả cà phê nữa. Tuy nhiên mình vẫn thích sử dụng Keras hơn bởi vì nó cung cấp các cái API rất trực quan và chúng ta dễ dàng xây dựng được các mô hình Deep Learning chỉ trong vài dòng code. Thư viện thứ hai chúng ta sẽ dùng là thư viện MXNet. Thằng MXNet này thì cũng khá là nhẹ và linh động. Nó đặc biệt là phù hợp cho các khi chúng ta train các cái mạng lớn sâu với rất nhiều lớp và dữ liệu lớn mà có thể cần xử lý phân tán trên nhiều máy tính hoặc là nhiều GPU. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ sử dụng các thư viện khác giống như là OpenCV, Scikit Imay hay là Scikit Learn. Nói chung là cùng với lại Python, Keras, MXNet và các thư viện khác thì chúng ta đã có một bộ công cụ khá đầy đủ để chúng ta có thể học và xây dựng các cái mạng Deep Learning cho mình. Còn TensorFlow thì sao? Chắc các bạn cũng nghe nhiều về TensorFlow. Chúng ta có cần sử dụng TensorFlow hay không? Thì về bản chất thì TensorFlow và Thanos là các framework định nghĩa một cách abstract, tức là nó trừu tượng và nó không dành cho mục đích, không chỉ dành cho Deep Learning nói riêng mà nó dành sự sinh ra để dành cho mục đích tính toán nói chung, mà tính toán mà sử dụng các graph ấy, graph tính toán ấy. Đấy. Còn trong cái đó thằng Keras thì nó là một thư viện được xây dựng nó là một hai level API với phần nó được xây dựng ra với mục đích là để làm cho thuận tiện, làm cho dễ dàng cho người học khi mà họ muốn xây dựng một cái mạng Deep Learning Networks. Thằng Keras nó sử dụng hoặc là TensorFlow hoặc là Thanos.
như phần backend, tức là phần tính toán của thằng khi chúng ta dùng Keras ấy, thì bản chất là phần tính toán dưới backend ấy, là nó sẽ dùng TensorFlow hoặc là Thanos. Đấy. Và điều này nó cho phép chúng ta một mặt dễ dàng xây dựng các cái lớp, các cái mô hình deep learning, mặt khác thì nó tận dụng được cái khả năng tính toán nhanh chóng mạnh mẽ của TensorFlow và Thanos. Tại thời điểm mình viết thực hiện bài giảng này thì thằng TensorFlow đã vừa release phiên bản 2.0, nó tích hợp gần như đầy đủ các cái API của Keras vào trong TensorFlow, và chúng ta có thể import TensorFlow và sử dụng Keras trong đó một cách bình thường. Đấy. Thì việc này thì cho chúng ta tận dụng được sử dụng được cả các cái điểm lợi của Keras cũng như là điểm lợi của TensorFlow, bởi vì mà có rất nhiều phần mà chúng ta cần custom sâu vào trong phần tính toán, ấy, thì thằng Keras không làm được, thì khi đó chúng ta cần phải sử dụng TensorFlow. Lời khuyên là của mình là chúng ta sử dụng TensorFlow để thư viện TensorFlow, và ta sử dụng Keras nhưng bên trong TensorFlow. Thì phần này mình sẽ nói kỹ hơn khi mà chúng ta đi vào các cái phần code về sau. Còn OpenCV thì sao? Chúng ta có cần phải biết về OpenCV khi mà đến với khóa học này hay không? Thì thực ra bạn cũng không cần biết về OpenCV và nói riêng và các cái thư viện xử lý ảnh nói chung để mình có thể học được cái khóa học này. Tuy nhiên là nếu mà mình biết một chút thì sẽ là dễ dàng hơn, bởi vì thằng OpenCV được sinh ra với mục đích là nó giúp là các nó giúp chúng ta dễ dàng thực hiện các cái bước tiền xử lý ảnh, gọi là pre-processing, giống như là đọc ảnh from đọc và lưu ảnh from từ ổ cứng, hiển thị ảnh trên screen, hay là xoay ảnh, cắt ảnh, hoặc là giảm nhiễu rồi thì tăng độ sắc nét, vân vân. Và nếu bạn chưa biết về OpenCV thì mình có thể recommend các bạn đọc một cuốn sách tên là Practical Python and OpenCV. Các bạn có thể tra trên Google để ra ngay cuốn sách này, khá là thú vị. Cuối cùng thì xin các bạn nhớ cho rằng Deep Learning chỉ là một mặt của Computer Vision, và có một số các kỹ thuật khác của Computer Vision mà bạn nên học nếu bạn muốn tăng sự hiểu biết của mình trong cái lĩnh vực Computer Vision này. Ok, đó là tất cả những gì trong bài giảng ngày hôm nay. Thì bài tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về việc phát triển một cái bộ toolset, một cái hay là một cách khác là một cái môi trường đầy đủ để các bạn có thể sử dụng trong xuyên suốt khoa học này, cũng như là các cái công việc của bạn về sau nếu mà các bạn làm việc liên quan đến Deep Learning và Open và Computer Vision. Xin cảm ơn các bạn.